Hiện nay, với nhu cầu cây giống để trồng rừng đặc dụng ngày càng cao, trong khi nguồn cây giống hạn hẹp và chi phí cao, chất lượng không đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Việc xuất hiện hệ thống các vườn ươm cây giống bản địa phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng đang phát huy hiệu quả rất tích cực. Không chỉ đối với các chủ vườn ươm, mà còn đáp ứng tốt nhu cầu cho việc trồng rừng đặc dụng trong và ngoài tỉnh, ghi nhận của phóng viên thời sự. Đầu năm 2020, ông Lê Quý, thị trấn Cam Lộ quyết định thay đổi quy mô, cách thức sản xuất cho vườn ươm cây giống của gia đình mình. Thay vì sản xuất theo hình thức vườn ươm mặt đất, ông Quý đã mạnh dạn đầu tư hơn 3,5 tỷ đồng để quy hoạch lại vùng sản xuất, tiến hành lắp đặt hệ thống giàn treo giá thể, nước tưới phun sương và đầu tư tỉ mỉ hơn trong nguyên liệu ươm cây. Làm như thế này thì về mặt kỹ thuật là rất nghiêm túc, nhưng mà rất đáng công. Nói một cách khác là giá thành rất là cao. Nhà vườn có gặp khó khăn là không cạnh tranh được. Những cái nơi khác mà họ làm, nếu như làm điều kiện cho một vùng cả như thế này, mà cả cái loài thế này mà không làm trên giá thể thì chắc chắn là giá thành nó cũng có rẻ hơn. Nhưng mà về chất lượng là không bằng loài này. Bảo đảm là loài này là 10 cây là như một chục. Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hiện có không nhiều những vườn ươm cây giống bản địa, cây đặc dụng, vì chi phí đầu tư khá lớn và quy trình kỹ thuật phức tạp. Tuy nhiên, nếu xét về tính hiệu quả, thì những mô hình vườn ươm như của ông Lê Quý lại đang được đánh giá rất cao vì cung cấp cho thị trường nguồn giống cây rừng đặc dụng, đảm bảo chất lượng, chống chịu tốt và tỷ lệ sống cao. Vườn ươm này là cái chất lượng nguồn giống đầu vào là cơ bản đáp ứng được cái mục tiêu và yêu cầu. Và chúng tôi cũng khuyến khích các chủ cơ sở vườn ươm này tiếp tục nhân rộng và mở rộng cái diện tích vườn ươm này, đồng thời cùng kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan để dành một phần kinh phí để hỗ trợ thêm cho các cái cơ sở vườn ươm này. Đây cũng là mô hình mà ngành nông nghiệp dành rất nhiều sự quan tâm phát triển. Thành công bước đầu của các mô hình vườn ươm cây rừng bản địa, cây đặc dụng không chỉ tạo điều kiện phát triển kinh tế hộ gia đình mà thực tế còn cung cấp nguồn giống đảm bảo cho công tác trồng rừng ở địa phương. Hơn thế, đây cũng là cơ hội để thay đổi hình thức canh tác của các vườn ươm trên địa bàn tỉnh theo hướng ứng dụng công nghệ, kỹ thuật tiến bộ hiện đại vào sản xuất.